Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trên kênh truyền hình VOVTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 10, có những nội dung chính sau đây. Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra giữa kỳ, kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ hơn 3.500 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, giảm nghèo bền vững. CNN quảng bá thông tin bầu chọn cho Hà Nội thành điểm đến hàng đầu thế giới năm 2018. Trong phần tin quốc tế, hai miền Triều Tiên nhất trí dỡ bỏ vũ khí, chạm gác ở biên giới trong tuần này. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo đánh giá giữa kỳ, kết quả thực hiện các nghị quyết, chính sách và các chương trình, nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo các báo cáo, các nghị quyết chương trình được ban hành đã đạt được những kết quả tích cực, giúp thay đổi căn bản đời sống kinh tế văn hóa xã hội tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ mặt tại các vùng miền núi dân tộc thiểu số từng bước được thay đổi. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 21% số đồng bào dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo. Một số vùng còn khó tiếp cận dịch vụ y tế, trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn. Các nét đẹp của văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một. Các báo cáo cũng đưa ra những kiến nghị để các chính sách, chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Trong đó, Chính phủ kiến nghị với Quốc hội tập trung ngân sách trong thời gian tới để các chương trình được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao với những nỗ lực trong việc xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 108 chính sách thì có 54 chính sách trực tiếp đang hỗ trợ cho sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Điểm nổi bật là an ninh quốc phòng, niềm tin với Đảng, Nhà nước của vùng đồng bào dân tộc và miền núi ngày càng vững vàng. Trong thời gian tới, Chính phủ cần tăng cường xây dựng các chính sách để hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Sau khi nghe các báo cáo đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Quốc hội làm việc về công tác nhân sự. Các đại biểu Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau khi Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Sau khi thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Dự kiến trong phiên làm việc chiều nay, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ làm lễ tuyên thệ. Toàn bộ nội dung này sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp tới cử tri cả nước. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu chung của đề án nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Cụ thể, tại các xã thuộc phạm vi đề án, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã thuộc phạm vi đề án tăng ít nhất là từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015.
Đề án sẽ thực hiện hỗ trợ cho khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh, trong đó có 564 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã dưới 5 tiêu chí. Tại hội thảo đối thoại ASEAN-EU về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam vừa diễn ra, Việt Nam đưa ra cam kết dành khoảng 2,6% GDP hàng năm để trợ giúp phụ nữ và trẻ em gái. Theo báo cáo của UN Women, nền kinh tế ASEAN đã tăng trưởng mỗi năm ở mức 5% trong thập kỷ qua và dự kiến sẽ tăng thêm 30% trong giai đoạn 2013-2025. Nhưng phụ nữ chỉ đóng góp vào 11% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN. Phụ nữ chiếm 45% lực lượng lao động ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng trong một số ngành kinh tế, phụ nữ thường làm các công việc có kỹ năng thấp và phúc lợi không được đảm bảo như nam giới. Mức thu nhập của phụ nữ trong khu vực ASEAN nói chung vẫn thấp hơn nam giới làm cùng một công việc, trung bình lên tới 25% ở một số quốc gia. Chính vì thế, để nâng cao vai trò và vị trí của phụ nữ, các nước cần phải có hành động thiết thực để trợ giúp phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Và Việt Nam là một trong số các quốc gia tích cực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Thanh tra thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018. Trước đó, ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi thanh tra thành phố và các sở ngành liên quan yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Văn bản nêu rõ những vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ tại hai xã trên đã được thanh tra chính phủ và thanh tra thành phố kết luận và kiến nghị xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc sai phạm vẫn chưa được xử lý, thậm chí các sở ngành liên quan còn tiếp tục để xảy ra sai phạm tại địa bàn hai xã này. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định vừa đưa vụ án hủy hoại 64,18 hectare rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định ra xét xử sơ thẩm. Tòa tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 81 năm tù về tội hủy hoại rừng. Phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 9 bị cáo về tội hủy hoại rừng, trong đó bị cáo Lê Văn Thiệt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tổng hợp Thương Thảo với vai trò chủ mưu, thuê người phá 37,5 hectare rừng, phạm tội với tình tiết hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn, bị tuyên án 12 năm tù. Các bị cáo còn lại phạm tội với tình tiết hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, lĩnh án từ 7 đến 11 năm tù, đồng thời buộc 9 bị cáo liên đới trách nhiệm bồi thường tổng cộng gần 4,8 tỷ đồng. Đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 10, tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã xuất hiện trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân. Mưa lớn từ thượng nguồn đổ về gây lũ lớn tại suối Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cường suất lũ trên 2m trên giờ, biên độ lũ đạt 6,59m, ở mức rất nguy hiểm. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, nước dâng cao gần 2m đã cuốn đi nhiều tài sản và làm ngập nhiều diện tích cây trồng, ao thả cá, chuồng nuôi gia súc, gia cầm của người dân địa phương. Lúc buổi sáng là vừa dậy, lúc 6 giờ là dậy xong là thấy mưa to xong là thấy nước là chưa kịp trở tay cái gì nữa cả. Chỉ cái hàng là ở trong nhà, ở đây thế là nước là úp về một phát. Theo thống kê ban đầu, đã có 110 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 87 ngôi nhà bị ngập nước từ 1 đến 3 mét. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên cũng đã di rời khẩn cấp 12 hộ dân. Tôi đã cử ngay các lực lượng quân đội, chỉ đạo các lực lượng dân quân tự vệ của các xã lân cận như Xuân Hòa, rồi Vĩnh Yên để trợ giúp cho xã Nghĩa Đô để giúp bà con sơ tán đồ đạc cũng như là về tài sản cũng như là về con người. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo song song đồng thời với các xã thiệt hại là lực lượng nòng cốt là lực lượng quân đội và dân quân tự vệ cũng như là các cái phòng ban liên quan thì có cái lực lượng để phối hợp ngay và thực hiện cái phương châm là 4 tại chỗ để chúng tôi triển khai các cái phương án làm sao nó hiệu quả nhất và nhanh nhất. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhanh chóng giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả lũ quét.
đồng thời tranh thủ gặt diện tích lúa đã chín bị ngập để tránh hư hỏng. Đối với 9 hộ dân bị cuốn trôi nhà ở đã được bố trí ở nhờ nhà người thân và được hỗ trợ lương thực, nước uống cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Tại Đà Nẵng, tối qua và rạng sáng nay, một cơn mưa lớn làm cho cống xả thải ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bị nghẽn. Nước trào ngược vào khu dân cư gây ngập sâu. Bà con đã gọi điện kêu cứu khắp nơi nhưng không một cơ quan, đơn vị nào đến giúp. Đây là những hình ảnh người dân tổ 28, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ghi lại vào đêm qua. Mưa không lớn lắm nhưng nước từ đâu tràn vào nhà. Chưa đầy nửa tiếng sau thì nước ngập đến giường. Mọi người thức dậy cua vội đồ đạc để dưới nền nhà dọn lên gác nhưng không kịp. Đây là lần thứ hai trong vòng vài tháng qua, khu vực này xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Nguyên nhân do cửa xả Mỹ An kể từ khi được đầu tư cải tạo, cửa van lúc đóng lúc mở. Khi cần mở thì cửa van lại đóng, làm cho nước không thoát được ra biển mà chảy ngược vào khu dân cư. Kêu cứ ban đêm kêu hâm là tôi có điện cho ủy ban phường, rồi là đi cho ủy ban quận và không ai bắt máy, rồi đó là điện cho là cái điện thoại mà nắm của thành phố thì trả lời là coi như là chỉ làm việc là từ 6 giờ cho đến 7 giờ cho đến 21 giờ thôi. Cái nghĩ thế nào? Chứ còn bây giờ tình trạng là cứ xảy mới biết dân chịu không nổi, phải không? Bây giờ là cứ thế này, đêm là nó ngập vô. Nói chung ở nhà kia là nghèo này, khổ. Bây giờ có cái máy đánh bột với cái đồ, cuối cùng là ngập vô rồi tiêu hết 40 triệu của họ. Hạng mục thí điểm cải tạo cửa xả Mỹ An thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng được triển khai thực hiện với kinh phí được duyệt là hơn 4,4 tỷ đồng. Sau khi cải tạo, cửa xả sử dụng hệ thống van phay kết hợp với van lật để thay thế các van lật hiện tại nhằm hạn chế nước thải và mùi hôi trong cống thoát ra ngoài. Đồng thời toàn bộ quá trình đóng mở van được tự động hóa. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Sau hơn một năm được đưa vào sử dụng, cửa xả Mỹ An không phát huy hiệu quả. Chỉ cần một cơn mưa là nước tràn vào khu dân cư, gây ngập cục bộ. Người dân địa phương hết sức lo lắng trong mùa mưa tới sẽ đối mặt với ngập lụt. Sau khi chúng ta cải tạo lại cái hệ thống lọc của cửa xả Mỹ An, thì hiện nay là cái tần suất ngập là nó cao hơn. Và cái thời gian á, mà giữa các lần ngập thì cũng nhiều hơn. Ví dụ như cách đây khoảng 2 tháng thì cũng là có một cái trận ngập. Và hôm nay thì tiếp tục lại có một cái trận ngập tiếp. Cho nên vấn đề này thì đối với quận Hồ Sơn thì chúng tôi kiến nghị với ủy ban thành phố nên chỉ đạo cho sở xây dựng và ban quản lý hạ tầng ưu tiên nghiên cứu là cái hệ thống là van mở của cái cửa xả Mỹ An. Trong những năm trước mưa về mùa mưa lũ cũng thế, mưa to nó cũng vẫn không gây ngập, vì bản thân cái văn lật này là văn lật cũ thì nó đã thoát cái cửa đáy là sớm, còn cái văn lật hỗn hợp mình đây là nó trữ một lớp nước lớn, cho nên cái tác dụng điều tiết cho cái cửa xả nó cũng bị hạn chế, cho nên là nó khi mà mưa to nó dồn nước về nó vẫn gây ngập, vì năm cái văn lật phía trên nó vẫn thoát không hết. Trên tuyến biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa hiện có 16 cửa xả, trong đó chủ yếu là dùng để thu gom, xử lý nước thải, nước mưa. Riêng khu vực Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có 9 cửa xả, nhưng chỉ có một cửa xả hỗn hợp vừa được đầu tư xây dựng nảy sinh nhiều bất cập. Đó là khi cửa đáy mở thì mực nước trong cống đã lên quá cao. Kết hợp mưa to nên các cửa van lật phía trên không thoát nước kịp nên đã gây ngập cục bộ một số khu vực dân cư quanh cửa xả này. Những ngày gần đây, người dân nuôi cá bè trên sông Cái Nhỏ, tỉnh Tiền Giang hết sức hoang mang khi cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Toàn xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có 15 hộ nuôi cá bè với số lượng khoảng 105 bè cá, chủ yếu là cá diêu hồng. Hiện đã có hơn 160 tấn cá bè của người dân bị chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Số tiền thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Tôi chủ bè, tôi đi chỗ khác luôn, tôi nói thiệt với bà con là quá trời khổ rồi. Thấy là sốt, cho nên là quá đau lòng. Còn thực tế bây giờ hỏi bao nhiêu á, thì con số lượng bữa nay á, thì cách đây 5 ngày tổng kết thì chưa tổng kết chính xác. Hiện các lồng bè nhỏ bên bờ sông Cái Nhỏ thuộc ấp 2 đã được chính quyền địa phương hỗ trợ người nuôi di chuyển sang bên kia sông để tránh nguồn nước độc. Nhiều hộ dân đã bán cá chết với giá 1.000 đồng tới 2.000 đồng 1 kg cho một số công ty chế biến phân bón. Tuy nhiên, với giá bán trên, mỗi hộ nuôi cá trung bình bị lỗ từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Qua thiệt hại của nhân dân thì có 5 hộ bị thiệt hại. Tổng số lồng bè là khoảng 58 lồng bè và khoảng
169 tấn. Và trong đó là cá lớn, cá gần sắp thu hoạch thì nó bị chết nhiều hơn là cá nhỏ. Cá nhỏ thì chết lai gai nó không có quan trọng bằng cá lớn. Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã cử đoàn công tác xuống thu thập mẫu nước để phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết quả khẳng định đâu là nguyên nhân khiến số lượng lớn cá chết hàng loạt trong thời gian qua. Những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình: CNN quảng bá thông tin bầu chọn cho Hà Nội thành điểm đến hàng đầu thế giới năm 2018. Bảo vệ phố cổ Hội An trước biến đổi khí hậu. Sở Du lịch Hà Nội cho biết hãng tin tức truyền hình cáp CNN Mỹ đã gửi thông báo tới Sở về việc thay đổi lịch phát sóng chuyên đề về Hà Nội đợt 3 năm 2018. Theo chương trình hợp tác giữa CNN với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh của thủ đô Hà Nội với thế giới cho đợt bình chọn danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2018. Theo đó, chương trình phát sóng đợt 3 đã được CNN điều chỉnh vào khung thời gian diễn ra bình chọn danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2018 của Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2018 do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới phát động. Chương trình giới thiệu sẽ phát liên tục trên sóng của CNN đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2018. Hà Nội là một trong 17 thành phố trên thế giới được nhận đề cử cho danh hiệu trên, nên thông tin này được lồng ghép vào các đoạn phim quảng cáo 30 giây. Theo đại diện của CNN, việc này nhằm tăng cường nhận diện Hà Nội với giải thưởng tới khán giả của CNN. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoáng nóng là một cách tiếp cận mới để khai thác nguồn tài nguyên quý này. Phú Yên là tỉnh có tới 5 nguồn khoáng nóng, vì vậy hướng đi mới trong hợp tác quốc tế với Hungary, khai thác tài nguyên khoáng nóng được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy đầu tư phát triển các dịch vụ tại địa phương. Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 5 điểm nước khoáng, trong đó có 3 điểm đã được người Pháp điều tra sơ bộ trước đây, 2 điểm mới phát lộ. Các điểm mỏ nước khoáng ở Phú Yên chủ yếu là Lộ Thiên. Đây là tiềm năng lớn để khai thác phục vụ du lịch, chữa bệnh và nước uống. Trong số các địa phương có nguồn nước khoáng nóng ở tỉnh Phú Yên, huyện miền núi Đồng Xuân có nhiều nguồn khoáng nhất với 2 điểm là suối nước nóng Chiêm Đức và suối nước nóng Trà Ô. Tại đây có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các khu vực phức hợp tắm khoáng hiện đại. Những cái điểm thắng cảnh sinh thái hết sức là đẹp và bắt mắt, và tương lai rằng là thì huyện Đồng Xuân sẽ có những cái điểm du lịch, mong rằng là sẽ có cái đầu tư ngang tầm để mà thu hút khách du lịch và mang lại cái kinh tế lớn cho huyện nhà. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ Phú Yên có được những khu dân cư hiện đại, có trung tâm khoáng nóng, và sẽ hỗ trợ Phú Yên kết nối, kết nghĩa với một tỉnh ở Hungary có tiềm năng giống Phú Yên. Với một tương lai đẹp sắp tới, sẽ thực hiện các kế hoạch cụ thể hơn mà chúng ta đã đặt ra. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoáng nóng là một cách tiếp cận mới để khai thác nguồn tài nguyên quý này. Với tiềm năng lớn mà Phú Yên có được, cùng sự hỗ trợ, hợp tác có hiệu quả từ phía Hungary, hy vọng trong tương lai không xa sẽ có nhiều dự án được triển khai thực hiện, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương. Dự án kè bảo vệ phố cổ Hội An kéo dài từ chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam nằm trong danh mục dự án ưu tiên thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình này có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác phòng chống lũ lụt, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, cảnh quan khu vực phố cổ này. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ từ phía thượng nguồn sông Thu Bồn, nên hàng năm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy cơ bất thường do thời tiết gây ra. Nhân dân ở đây là rất là phấn khởi, vì trước đây là cái kè tạm là nó chưa được ổn định mấy. Bây giờ được cái kè mà kiên cố thì nhân dân ở đây được hưởng lợi. Công trình kè bảo vệ phố cổ Hội An bao gồm tuyến kè dài gần 780 mét, kết cấu bằng bê tông cốt thép đóng sâu xuống lòng sông, vừa đảm bảo mục tiêu phòng chống bão lụt, vừa đảm bảo tiêu chí không làm bê tông hóa không gian phố cổ. Cố gắng phấn đấu là đến cỡ khoảng giữa cuối tháng 10 này, thì những cái phần mà gọi là cần thiết nhất là sẽ được là cải tạo, là khắc phục xong để đảm bảo an toàn công trình trước mùa bão năm 2018. Khi hoàn thành, dự án này được kỳ vọng không chỉ giúp phố cổ Hội An ứng phó được với biến đổi khí hậu mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho khách du lịch mỗi khi đến tham quan di sản văn hóa này. Trong phần tin quốc tế, hai miền Triều Tiên nhất trí dỡ bỏ vũ khí chạm gác ở biên giới trong tuần này. Phản ứng của một loạt nước phương Tây về vụ nhà báo Khashoggi.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã nhất trí rút các loại súng và chạm gác khỏi khu vực an ninh chung thuộc khu phi quân sự Liên Triều trong tuần này. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nhất trí tiến hành các biện pháp rút vũ khí và các trạm gác quân sự khỏi khu vực an ninh chung, muộn nhất là vào ngày 25 tháng 10, và hai ngày sau đó, ba bên sẽ tiến hành công tác thẩm tra chung. Theo bộ này, ba bên cũng xác nhận và đánh giá việc chính thức hoàn tất công tác rà phá bom mìn và cam kết tiếp tục các nỗ lực hoàn thiện mục tiêu giải giáp khu vực an ninh chung. Tuần trước, hai miền Triều Tiên đã kết thúc chiến dịch rà phá bom mìn tại khu phi quân sự Liên Triều kéo dài trong 20 ngày. Đây là một phần kết quả đạt được trong vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên lần thứ hai diễn ra ở tòa nhà tự do thuộc lãnh thổ của Hàn Quốc ở khu vực làng đình chiến Panmunjom trước đó cùng ngày. Cuộc hội đàm ba bên lần đầu tiên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã được tiến hành vào tuần trước nhằm bàn bạc về cách thức thực hiện thỏa thuận này. Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Pha Hàn Hắc hôm qua cho biết, Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ và Nga giải quyết những bất đồng liên quan đến hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và chung IMF. Phát biểu với báo giới, ông Hắc nhấn mạnh Tổng thư ký Guterres đã nắm bắt được những bình luận của Mỹ liên quan tới hiệp ước INF. Ông hy vọng hai nước sẽ tiếp xúc với nhau để giải quyết những bất đồng. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng đã có bữa trưa làm việc tại thủ đô Moscow. Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố thế giới sẽ trở nên ít an toàn hơn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện ý định rút khỏi INF. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga mong chờ một lời giải thích rõ ràng từ phía Mỹ. Về lập trường của Mỹ đối với INF, hiện tôi chưa thấy quyết định của Tổng thống Mỹ mà mới chỉ nghe thấy tuyên bố về ý định. Vì vậy, tôi mong chờ lời giải thích chính thức từ phía các đồng nghiệp Mỹ. Ông Lavrov cũng cho biết Washington hiện chưa kích hoạt thủ tục rút khỏi INF có ghi rõ trong hiệp ước này. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp xúc với Washington theo bất kỳ kênh nào để làm rõ tình hình xung quanh INF. Sáng 21 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi hiệp ước INF với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định Moscow tuân thủ nghiêm chỉnh INF, trong khi Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận này. Ngày 22 tháng 10, một loạt các nước phương Tây đã đồng loạt đưa ra phản ứng về vụ nhà báo người Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi thiệt mạng tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, mà phía Ả Rập Xê Út cho rằng nguyên nhân là do đã xảy ra một vụ ẩu đả. Thủ tướng Anh Theresa May ngày hôm qua đã kêu gọi tìm ra sự thật liên quan đến vụ nhà báo Khashoggi thiệt mạng. Phát biểu trước Quốc hội Anh, bà May mong muốn toàn thể Quốc hội Anh sẽ cùng lên án vụ nhà báo Jamal Khashoggi bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và phải tìm ra sự thật về vụ việc này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho rằng việc giới chức Ả Rập Xê Út khẳng định nhà báo Khashoggi thiệt mạng sau một vụ ẩu đả là không đáng tin cậy. Việc điều tra xem điều gì đã xảy ra là rất quan trọng, bởi chỉ khi có một cuộc điều tra đầy đủ thì mới có thể xác định được trách nhiệm và đảm bảo rằng mọi tội ác đều bị trừng phạt theo luật pháp. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẽ không xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi vẫn chưa rõ ràng. Đầu tiên, chúng tôi lên án hành động này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Cần phải khẩn trương làm rõ những gì đã xảy ra và tìm ra người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tôi cũng đồng ý rằng việc xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Xê Út, mặc dù đã bị giới hạn, sẽ không diễn ra trong hoàn cảnh hiện tại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với những lời nói giải thích từ phía Riyadh liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington cũng không muốn mất đi những sự đầu tư từ quốc gia Trung Đông này. Bên cạnh đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định nước này muốn biết mọi chi tiết về cái chết của nhà báo Khashoggi và hiện Washington vẫn đang liên lạc với phía Ả Rập Xê Út. Cũng trong ngày 22 tháng 10, đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhà chức trách nước này không được phép khám xét một chiếc xe gắn biển số ngoại giao của Ả Rập Xê Út tại Istanbul do không được lãnh sự quán Ả Rập Xê Út cho phép. Chiếc xe thuộc về lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul và được phát hiện trong một bãi đỗ xe ở quận Sultangari. Ông Khashoggi bị mất tích từ ngày 2 tháng 10 vừa qua sau khi vào tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Sau thời gian dài phủ nhận, Ả Rập Xê Út ngày 20 tháng 10 thừa nhận nhà báo Khashoggi đã chết trong một vụ ẩu đả tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã tuyên bố sẽ bắt đầu cắt giảm viện trợ đối với ba nước Trung Mỹ là Guatemala, Honduras và El Salvador do chính phủ các nước này đã thất bại trong việc chặn một đoàn người di cư lớn tiến về biên giới Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi việc đoàn di cư gồm 4.000 người Honduras tiến về phía nước Mỹ là tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời báo động lực lượng tuần tra và quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu khi dòng người di cư này tiến về biên giới. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ Washington sẽ bắt đầu cắt giảm hoặc giảm mạnh viện trợ nước ngoài cho ba quốc gia Trung Mỹ trên. Ông Trump cũng bày tỏ thất vọng khi cảnh sát và quân đội Mexico đã không thể chặn được đoàn người di cư mà ông cho là lẫn cả tội phạm đang hướng đến biên giới phía nam của nước Mỹ. Hiện chưa rõ Tổng thống Mỹ sẽ có hành động chính thức nào nhằm thúc đẩy hoạt động quân sự hoặc tuần tra biên giới tại khu vực trên. Trước đó, ngày 21 tháng 10, đoàn người di cư gồm khoảng 4.000 người Honduras sau khi vượt qua biên giới Guatemala đã đổ vào thành phố Tlachula, bang Chiapas, miền nam Mexico để tiếp tục hành trình tới Mỹ. Những người này bắt đầu xuất phát từ thị trấn San Pedro Sula của Honduras khoảng một tuần trước và số lượng đã tăng mạnh sau khi đi qua Guatemala. Người đứng đầu Bộ Máy Hành pháp Đài Loan, Trung Quốc đã yêu cầu giới chức địa phương nhanh chóng điều tra một cách minh bạch nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng hôm 21 tháng 10 khiến gần 200 người thương vong. Giới chức Đài Loan, Trung Quốc hôm qua cho biết họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Nghi Lan khiến 22 người thiệt mạng và 171 người bị thương ngày 21 tháng 10 vừa qua. Đây được xem là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất tại Đài Loan trong hơn 20 năm qua. Hiện tốc độ của đoàn tàu khi tai nạn xảy ra vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng không loại trừ khả năng đây có thể là một nguyên nhân. Giới chức Đài Loan cũng chưa công bố bất kỳ đoạn video nào liên quan tới vụ việc vì quá trình điều tra vẫn diễn ra. Trước đó, đoàn tàu Puyuma Express chở 366 hành khách đã gặp tai nạn khi đang trong hành trình từ thành phố Tân Bắc đến thành phố Đài Đông. Cả 8 toa tàu chật khỏi đường dây, trong đó 5 toa bị lật nhào. Giám đốc công ty đường sắt vận hành đoàn tàu đã xin từ chức sau khi tai nạn xảy ra. Lễ hội Ánh sáng Dubai chuẩn bị cho hội chợ thương mại quốc tế Expo Dubai sẽ diễn ra vào năm 2020. Phát hiện hang động khổng lồ ở Trung Quốc sẽ là những nội dung đáng chú ý trong phần tin văn hóa quốc tế. Lễ hội ánh sáng và một loạt các hoạt động văn hóa giải trí vừa được tổ chức tại Dubai để chuẩn bị cho hội chợ thương mại quốc tế Expo Dubai sẽ diễn ra vào năm 2020. Hàng trăm người dân và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung quanh tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, để kỷ niệm khoảnh khắc lịch sử này. Các buổi biểu diễn nhạc sống, trình diễn ánh sáng và các buổi triển lãm nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Hội chợ thương mại quốc tế Expo 2020 Dubai sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 4 năm 2021. Đây là hội chợ thương mại quốc tế đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 25 triệu du khách đến với Dubai. Một nhóm các nhà thám hiểm Trung Quốc và Anh vừa phát hiện ra một hang động khổng lồ nằm tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Miệng hang dài khoảng 200 mét, rộng 100 mét và sâu khoảng 118 mét. Đội thám hiểm đã phải sử dụng dây thừng để leo xuống phía dưới hang. Họ cũng sử dụng công nghệ 3D tiên tiến để quét khu vực hang động ngầm bên dưới. Ước tính hang động bên trong có dung tích 6,7 triệu mét khối, gồm hai hang thông với nhau. Môi trường bên trong hang vẫn còn nguyên vẹn, các lớp trầm tích được bảo tồn tốt. Với chiều cao 450 mét từ sông ngầm phía dưới hang cho đến miệng hang, nơi tiếp xúc với không khí, đây là hang động đá vôi cao nhất thế giới. Việc tìm ra hang động này là một phát hiện quan trọng đối với các nhà địa chất và mang lại tiềm năng phát triển du lịch cho địa phương. Hàng nghìn người dân tại thủ đô Mexico City mới đây đã hóa trang thành những bộ xương mang tính biểu tượng của Mexico, hay còn được biết đến với tên gọi La Catrina hoặc bộ xương tàu nhã. Họ cùng nhau diễu hành trên các con phố của thủ đô Mexico City trong thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra lễ hội người chết truyền thống của đất nước. La Catrina là một hình ảnh do họa sĩ tranh biếm họa người Mexico Joe Posada tạo ra, mô tả hình ảnh của một bộ xương của người phụ nữ khoác lên mình duy nhất một chiếc mũ có phong cách của giới quý tộc đầu thế kỷ 20. Cuộc diễu hành diễn ra vài ngày trước lễ hội người chết, một lễ hội truyền thống có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ những người đã khuất trong gia đình mình. Mặc dù đây là lễ hội nói về những người chết, nhưng không khí bao trùm khắp lễ hội này là một không khí ấm áp của tình thân, là tình cảm của những người còn sống dành cho những người đã khuất. Bạn phải tổ chức lễ kỷ niệm này mỗi năm. Đây là một lễ hội điển hình của người Mexico và tổ tiên chúng tôi, để chúng tôi không quên những người đã khuất và để duy trì được truyền thống của mình. Vào ngày này, người Mexico sẽ bày lên bàn thờ những tấm ảnh, đồ ăn, nến, hoa, đồ dùng cá nhân hay những chiếc bánh kẹo có hình đầu lâu. Lễ hội người chết được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 hàng năm. Đây là một trong những lễ hội độc đáo nhất ở Mexico. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trên kênh truyền hình VOV TV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website truyền hình vov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!